Khoa xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất của Khoa ha. Hôm nay Khoa đang có mặt tại xã Phú Đông để giới thiệu cho quý anh chị một cái sản phẩm là mặt tiền đường 5m ha. Lô đất nền mình là 519.5. Thì đây đối diện đây là Thánh Thất Tinh Lành ha. Còn đây mình quán khá quán ăn rất là đông đúc ha. Còn đây là khu vực của trường tiểu học xã Phú Đông. Thì bây giờ Khoa sẽ dẫn với quý anh chị đi vô cái thửa đất của mình ha. Thì khu vực này chợ trường học đông đúc nha cô chú anh chị, quán xá tập trung rất là nhiều. Đất mình thì nằm mặt tiền đường 5m ha. Đây khu vực nhà cửa đông dân cư, thì đất mình từ đây lên trung tâm huyện của Tân Phú Đông tầm khoảng 4 km ha. Giờ mình đi vô thửa đất của mình nha cô chú anh chị. Đây cặp đây mình có một cái cây xăng lớn. Tuyến đường mình rất là rộng luôn, đường 5m. Xe hơi mình hai chiếc bốn chỗ mình tránh nhau được ha. Thì vị trí đất từ tỉnh lộ 877B đó mình đi vô trong đất này tầm khoảng 500m ha. Không tới 500m nha quý anh chị. Ở đây khu vực nhà cửa cũng đông dân đông đúc ha. Rồi bây giờ mình tới vị trí thửa đất của mình rồi nha cô chú anh chị. Để Khoa quay cái khung cảnh xung quanh ha. Nhà cửa đây cũng đông dân ha, rất là nhiều nhà cửa luôn. Rồi miếng đất của mình ở đây, mình ở đây thì hiện tại Khoa còn 2 nền ha. Diện tích là ngang 5, dài 19.5 mỗi thửa ha. Đất mình thì full thổ cư luôn nha cô chú anh chị. Từ vị trí trụ ranh đây ha, mình đi ngang qua là 5m. Đây mình cắm trụ đôi hết á. Bên đây cũng vậy, ngang qua tới cái trụ bê tông này là 5m. Mình đi sâu xuống ha. Đi sâu xuống là 19.5m. Thì cặp hông mình có một cái đường đan công cộng luôn ha, cũng vô nhà dân. Đây khu vực này thì điện nước wifi đầy đủ nha cô chú anh chị. Trụ ranh cuối đất có sẵn hết ha, trụ đôi hết luôn. Thì vị trí ở đây thì thuộc Lý Hoàng, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Đất mình thì sổ hồng riêng, full thổ cư, đất sạch ha, không có màu mã gì hết cô chú anh chị, nền cao ráo nữa. Thì giá của thửa đất là 250 triệu nha cô chú anh chị, bao chi phí giấy tờ chứng nhận của chú anh chị luôn. Đường mình thì rất là rộng ha. Đường mình thì Khoa giới thiệu cho quý anh chị là đường 5m luôn. Đan này hiện tại đang cán 3m rưỡi. Xe 16 chỗ vô tới đất. Thì quý anh chị quan tâm thửa đất này liên hệ cho Khoa qua số 0334447430 hoặc là 0766450076. Cứ liên hệ với Khoa để được Khoa tư vấn thêm ha. Thì vị trí đất của mình cách trung tâm Sài Gòn khoảng 70 km, tiếng phà gần nhất để quý anh chị đi Sài Gòn thì mình đi tiếng phà Bến Chùa ha. Từ đây mình lại phà Bến Chùa khoảng 1 km nha cô chú anh chị. Mình đi về trung tâm huyện tầm khoảng 4 km. Rồi Khoa kết thúc video đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.